Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Xe mô tô rất là nhiều nhưng mà hôm nay mình sẽ không chạy mô tô đi. Không chạy mô tô. Tại vì sao? Vậy vì Sài Gòn vừa mới mưa sắp mặt lờ luôn. Mưa vãi luôn anh em. Mưa rất là to. Đây, ngoài đường ngập luôn. Thì mình không biết là mình có chạy được không. Mình sẽ đi công chuyện rồi mình quay cho anh em xem Sài Gòn mưa nha anh em. Đi công chuyện rồi quay cho anh em xem luôn. Rồi, bây giờ mình đi, nước rất là ghê. Không biết con xe này có chịu nổi không nữa. Không biết con xe này có tắt máy không nữa anh em. Thử nha. Hồ Chí Minh sau một đêm là mưa như cái con sông luôn anh em. Ở đây là như sông rồi đó, rét quá trời. Rét quá trời luôn, trời ơi, lon còn hút nữa, trời ơi là trời. Ấy da, à, nước cống không, ấy da, ấy da. Ây da, ây da. Cái thùng rác nó bơi bơi luôn kìa anh em. Anh em thấy không? Ây da, ây da. Cái thùng rác à, đó nó bơi luôn đó, thấy không? Đó, rất là đẳng cấp luôn. Đó, nước rất là nhiều. Cái này là một tiếng rồi nha anh em. Mình nấp mưa là một tiếng rồi đó. Một tiếng rồi nhưng mà chưa hạ, ở ra đây thì không có mưa nè. Thôi quá. Đường vẫn sáng. Ngồi lái xe quay vlog cho anh em. Vừa chạy vừa nói giống như khùng vậy anh em à. Trong đây ngập hết. À, mấy cái chủng là nó sẽ ngập hết nha anh em. Còn ngoài đường lớn thì nó không có ngập. Giờ mình chạy về nhà mình ở quận 1 để mình lấy đồ anh em à. Mình cũng dự tính là giờ showroom về nhà đó. Nhà bên quận 1 mình to lắm. Mà lười quá anh em. Bên đó nhà gia đình thôi. Thích làm ở quận 6 chơi chơi với anh em, chơi chơi vui. 3, 2, 1, không à, mình nghĩ là ngoài đường ngập lắm mà không, chỉ trong cái khúc nhà mình ngập thôi. Xe mọi người chết máy rất là nhiều luôn. Xe chết máy quá trời luôn. Đường phố sau cơn mưa lớn. Nghe nói mấy anh em mô tô là ngập nhiều lắm á anh em à. Giờ này mà chạy mô tô là chỉ có dục xe thôi. Chỉ có vứt đi cái lưng đó. Vứt đi cái lưng. Bỏ cái lưng đi. Tại vì xe mô tô nó văng rất là nhiều. Mà còn lắm, đi trời mưa xót xe lắm anh em. Bên Đức. Bên Đức hai cửa. Trời mưa xót xe lắm nên mình không đi mô tô trời mưa đâu. Trời này đi xe số thường hoặc tay ga mạnh mạnh là bết nhất. Mưa này Hồ Chí Minh này mà mưa đi xe hơi là thì cũng chết nữa. Bao ngập luôn, hết đi luôn. Thúi xe luôn anh em. Mình chờ đợi một tiếng rồi mình mới chạy tiếp á. À quên giới thiệu anh em là mình chắc đụng máy gì vậy? Giờ này xe này cấm tải tải mà ta. Mình đem đeo dép tổ ong anh em, là cái đôi dép là chống nước tốt nhất. Tại vì là mặt cây khu mà có thấm nước đâu. Đây bán đồ ăn ngon lắm nè. Rồi xe bốc khói luôn kìa. Mưa anh em, nó ngập nước bốc khói. Mưa ngập nước là bốc khói à. Không biết nói trong cái kính này anh em có nghe không biết. Đó, xe bốc khói là ghê. Thì khó lắm anh em. Đối với xe mới tầm 3, 5, 4 năm thì nước nó khó
vô đó hôm nay em đi những cái tay ga đầy cũ là nó thể có thể vô thấy có một số xe nào, nó vô lát rồi này nọ trước nó vô còn mà xe đời mới thì khó hơn lắm thì anh em đi ngập quá ơi là ngập thì mới có vấn đề thôi thì ngập ơi là ngập thì xe nào cũng phải chịu. Thôi á, nghỉ dẹp luôn anh em à, mát anh em, mới mưa xong mới lục xong mát kìa. Đúng rồi, mình chờ một tiếng rồi á, giờ là 9:10 rồi, chờ một tiếng rồi mới quay cho anh em xem. Đây dắt bộ nè, đó, mưa này là thôi thay buggy, đây nữa nè thay buggy nhiều, chủ xe đông, thu chủ đề không ta, nói chung là mưa nước vô là nó ảnh hưởng nhiều thứ lắm nè. Đi mình đi thẳng thì sẽ nhiều công an hơn, phúc hồng vàng thì nhiều công an lắm nè. Công an nói hồi xưa từ nhỏ lớn mình chơi xe công an phúc hồng vàng nó bắt mình. Mấy ảnh bắt mình không đánh quen mặt luôn á. À nhà đó ở đó đó, mày ở đó đó, quen luôn. Quen mặt luôn. Mình chưa có mua cái mic để cho GoPro, cho nên mình nói chuyện á mình quay bằng âm thanh trực tiếp. Cho nên nó sẽ là khó thu hơn. Để mình cố gắng mình mua cái bộ mic là cái mọt cho cái GoPro của mình thì mình nói chuyện nó dễ nghe hơn. Và nếu như cái clip này á không nghe á thì coi như là không có clip. Clip này không nghe là sẽ không có clip. Mình tại dịch quá mình chưa có mua được cái mic anh em à. Cái mic để trong đó bảo hiểm nó sẽ rõ ok hơn. Còn cái này nói to chích Hà Nội luôn. Nói muốn gãy cái cuốn họng luôn anh em. Lúc này là chạy trước tới Hồng Bàng. Hồng Bàng mình về nhà. Nói này mệt lắm. Nói cái GoPro nó nằm ở ngoài cái nón. Mình ở trong cái nón có kính nó khó nghe lắm. Nhiều khi nó bị móc tí. Phải nó bự lên mới nghe rõ. Biết về có nghe không nữa. Nghe không nghe thôi. Nghe thì có clip anh em xem. Còn không nghe thì thôi số phận phải mua cái mic rồi. Mấy idol vừa đèn đỏ luôn. Biết anh em có nghe không biết. Chắc anh em qua rửa xe nhiều, mai là chủ nhật, lát mà ra clip thì sáng chủ nhật mình, sáng chủ nhật mình lên clip luôn, lên clip vào sáng chủ nhật luôn. Cho anh em với tiêu đề là Sài Gòn sau một đêm mưa tầm tạnh, ghê không, nghe giống chuyện ma anh em. Sài Gòn sau một đêm mưa. Tính ra dân Sài Gòn giàu mà anh em hiểu không? Phải thấy dịch xong rồi á, mọi người vẫn đi mua đồ ăn đúng đắt luôn. Mấy chỗ ấy đồ ăn rồi đứng xếp hàng dài luôn. Anh em ở Sài Gòn biết hàng dài luôn. Khúc này công an Hồng Bàng nhiều lắm luôn. Quá giờ đêm á, ơi lắm cái lúc này nè. Cơ động mà đứng đây nè, kiểm tra thét quen luôn. Thiếu điều anh em đi nhậu luôn. Nói chung là kiểm tra sau 10 giờ là tốt cho mình thôi. Có gì hết, mình phạm luật người ta mới bắt thôi. Mình không phạm luật lấy gì người ta bắt. Đúng không anh em? Nhưng mà cũng có nhiều người bắt tay.
ngành nào cũng vậy, có người tốt người xấu. Mình bán xe không có tốt được người tốt người xấu chứ. À, để kiếm cái mít nói cái này to lên người ta nhìn quá trời. Rồi chết máy. Xe chết máy không? Chết máy á. Tôi nghĩ là một phần là cứ buggy thôi, buggy nó dính nước thì nó khó đổ rồi. Còn nặng hơn thì nó nhiều vấn đề khác. Nhưng mà phần lớn là cái buggy. Nghĩ vậy luôn á. Kinh nghiệm sửa xe nhiều. Buggy mấy xe phổ thông rẻ lắm anh em. Mấy chục ngàn à. Lại xe phổ thông như rim đồ thay cũng dễ lắm. Nó nằm ở trong. Nó nằm ở trong nên mà thay dễ lắm. Còn cái buggy của con khối nhỏ mà mình sợ nhất luôn là buggy con quỷ GTX R150. Nó nằm ở trên đầu cái cục máy á. Anh em hiểu nôm na là vậy ha, để mình nói cho dễ hiểu, chứ nói cho khoa học thì khó hiểu. Nó nằm ở trên đầu có khó mở lắm, phải có mua cái dụng cụ mở buggy dành cho nó, cái cây chọt vô mở được. Còn mấy con quay rim thì nằm bên hông thì dễ rồi. Tới nhà rồi, có chút clip cho anh em luôn. Khúc này là bao công an rất là nhiều, nên em đi cẩn thận. À, đi cẩn thận cái khúc này. Đó, mấy ông hay đứng mấy chỗ này nè. À. Đó, đi cẩn thận thôi, nói chung là đi đúng luật thôi, tao sẽ không bắt đâu. Lên này ba lên là anh em được đi thoải mái nha anh em nha. Nhất là đi thoải mái. Tại mấy khu này quy cũng nguy hiểm lắm á. Giờ này còn mặc đồ đi ra đường. Đây sắp tới nhà rồi đó. Chung nhà riêng, nhà của gia đình thì nhỏ anh em. Ở bên nhà mình thì mình cũng có một cái phòng riêng, nhưng mà mình ít á, mình ở nhà mình không à. Ở với lại thầy ở coi mấy đứa lính mình á, mấy đứa lính mình coi nó nhe vậy thôi. Nên mình coi nó để cho nó khỏi hư, khỏi hút thuốc nhậu nhẹt được. Mình không có anh em gì nhiều, anh em được ít rồi. Nên mình coi tụi nó như em vậy đó. Mà đứa nào mà không nghe thì tuyển vong không sao giờ. Đường vắng quá anh em à. Mới có 10 giờ mà đường vắng. 10 giờ Sài Gòn đường vắng tanh. Đếm đèn đỏ không? 13, 12, hồi nhỏ là mình hay đếm lắm. Đếm thấy nó thành thói quen, cứ dừng đèn đỏ là đếm. Hy vọng cái clip này âm thanh sẽ tốt. Cố gắng một cái mic cho cái clip này. Nói mỏi miệng lắm anh em, mình phải la to ơi là to mới nghe. Người ngoài tưởng là cũng khùng quá. Mình cũng dự định